Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của mình thì xin chào, mình là Merlin. Và câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay là thông điệp khẩn cấp nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn? Hay nói cách khác là thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn các bạn biết ngay bây giờ? Thì như thường lệ, trước mắt của các bạn là ba nhóm. Và các bạn có thể dừng video lại nếu muốn để có thể tập trung năng lượng, chọn ra cái nhóm mà các bạn cảm thấy bị thu hút nhất nha. Rồi sau đó các bạn hãy bấm xuống phần miêu tả phía dưới để đến cái mốc thời gian dẫn các bạn đến cái nhóm mà các bạn đã chọn. Rồi, xin hẹn gặp lại các bạn ở trải bài riêng của các bạn nha. Rồi, xin chào các bạn nhóm 1 nha. Nếu như các bạn chọn nhóm này thì đây sẽ là trải bài của các bạn. Chủ đề mà chúng ta làm ngày hôm nay sẽ là thông điệp khẩn cấp nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn. Thì đây có thể là về những cái vấn đề có thể sắp xảy ra, hoặc là một cái điều gì đó mà các bạn cần nghe vào lúc này nhé. Rồi, như thường lệ mình sẽ bắt đầu với bộ bài tarot của mình trước. Rồi, vũ trụ ơi, vũ trụ muốn gửi gì cho các bạn nhóm 1 đây? Vũ trụ muốn gửi gì cho các bạn nhóm 1 đây? Thông điệp gì mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn nhóm 1 đây? Thông điệp nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 1 đây? Ồ, có rất là nhiều luôn nha, nhưng mà mình sẽ lấy cái lá ở trên cùng. Thông điệp nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 1 vào lúc này, ngay bây giờ? Wow, mỗi khi nào mình xào lâu như thế này á, có nghĩa là một cái thông điệp quan trọng chuẩn bị xuất hiện nha. Ồ, linh quá ta. Ok. Năng lượng của bộ bài của các bạn là Page of Swords ngược nha. Đây. Rồi, để mình xếp những cái lá bài này vào cái khung cho nó đẹp. Điều đầu tiên mà vũ trụ muốn nói đến các bạn á là vũ trụ biết các bạn đã trải qua rất là nhiều vấn đề trong cuộc sống. Có thể là ở một góc độ nào đó các bạn cảm thấy như là cuộc sống này không công bằng, ít nhất là trong trường hợp của mình. Tại sao những người khác lại có thể đạt được những cái điều đó dễ dàng như vậy, nhưng mà tại sao đến mình thì nó lại không có được trọn vẹn? Và nó không chỉ về một mặt mà nó còn về rất là nhiều mặt khác nhau trong cuộc sống. Mình cảm giác như các bạn cũng là những người thực sự, các bạn là những người rất cố gắng. Và các bạn cảm thấy như thường các bạn sẽ phải cố gắng nhiều hơn những người bình thường, bởi vì họ cảm giác như là họ có được họ sẽ dễ dàng đạt được những cái thành tựu hơn mình. Và bạn cảm thấy như ở một góc độ nào đó bạn cảm thấy như cuộc sống này bất công với mình quá. Tại sao mọi chuyện không dễ dàng hơn với mình? Tại sao những người tốt lại không đến được với mình? Tại sao một cái chuyện
một cái công tại sao mình lại phải chật vật tìm kiếm một cái công việc hoặc là một người yêu hay là bất cứ một cái thứ gì, trong khi người khác lúc nào cũng có thể đạt được bất cứ mọi thứ mà họ muốn dễ dàng như vậy. Wow, trời, rưng rưng luôn các bạn. Cảm giác như đây là một cái nguồn năng lượng khá nặng nề ha. Với cái cột đầu tiên á, và mình cảm giác hiện tại có thể là các bạn đang ở một, có một chút gì đó hơi mất niềm tin một chút xíu vào cuộc sống, và thường các bạn sẽ có xu hướng thu mình lại và chỉ có, nói chung là để cho mọi thứ diễn ra thôi, đến đâu thì nó tới. Đó là cái suy nghĩ của hiện tại của các bạn á. Nó không phải là suy nghĩ sai, nhưng mà nó có một chút gì đó tiêu cực ở trong cái chuyện đó, trong cái cách suy nghĩ đó của các bạn. Vũ trụ muốn nói với các bạn rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không có chuyện gì xảy ra dư thừa hết á. Cho nên các bạn phải mạnh mẽ lên, hãy nhìn góc độ theo một cái, hãy nhìn cuộc sống theo một cái cách nhìn khác đi. Tại vì chúng ta không trưởng thành thông qua những cái lời nói, thông qua những cái bài giảng, mà chúng ta trưởng thành thông qua những cái trải nghiệm của bản thân mình, thông qua những cái trải nghiệm mà vũ trụ, mà cuộc đời đem đến cho bạn. Đúng là đôi có thể các bạn trải nghiệm nhiều hơn người khác, các bạn gặp nhiều vấn đề trong cuộc sống hơn người khác, nhưng mà đó lại là những cái điều cần thiết cho sự phát triển của các bạn. Không có một giây phút nào là dư thừa, không có một cái công việc nào hoặc là một cái người nào mà bạn đã trải qua mình lại dư thừa cả. Tất cả mọi điều đó đều dạy cho các bạn một cái việc, một cái điều gì đó, và giúp cho các bạn phát triển hơn. Một lời khuyên nữa từ vũ trụ là các bạn đừng nên, hãy thả lỏng một chút xíu. Cuộc sống này còn, thật sự thì cuộc sống này rất là, chúng ta sẽ thiên đường hay là địa ngục á, thì chính là ở đây, vào giây phút này. Cách mà chúng ta tạo ra, cách mà chúng ta trải nghiệm cuộc sống, cách mà chúng ta nhìn nhận cuộc sống này. Và hiện tại mình cảm giác như có thể là các bạn đang ở trong một cái nguồn năng lượng khá là tiêu cực. Cho nên không phải, phải nói như thế nào ta? Bởi vì với cả hai lá bài này ở đây nè, đều cho mình cảm giác như các bạn trải qua rất là nhiều vấn đề. Và hiện thì các bạn đang có một chút gì đó hơi thu mình là một tí, mất niềm tin về một cái vấn đề gì đó trong cuộc sống. Nhưng mà vũ trụ muốn khuyên các bạn là hãy thả lỏng đi, hãy để cho mọi chuyện diễn ra một cách tự nhiên nhất, đừng có ép buộc gì hết. Bởi vì những điều tốt nhất sẽ đến với bạn khi bạn bắt đầu chấp nhận. Chấp nhận ở đây không phải là kiểu theo kiểu tiêu cực nha, mà chấp nhận ở đây có nghĩa là bạn chấp nhận cuộc sống này, bạn chấp nhận những cái vấn đề xảy ra là cần thiết cho bản thân mình, và các bạn để cho nó đến với mình một cách tự nhiên và biến nó trở thành một phần của cuộc của các bạn. Và từ đó các bạn sẽ cảm thấy là cuộc sống này sẽ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn, tích cực hơn cho các bạn. Hãy thả lỏng ra, đừng có ôm hết những cái mối bận tâm, những cái vấn đề và cả những cái suy nghĩ trong quá khứ đang kìm hãm các bạn lại. Ở cái cột thứ hai ha, một điều mà vũ trụ muốn nói với các bạn vào lúc này á, là các bạn phải biết các bạn sẽ nhận được những gì mà các bạn cho đi. Mình nói có thể là ở trong quá khứ á, cái việc mà các bạn đã cho đi nhiều hơn là các bạn nhận lại, và các bạn cảm thấy rất là bất công. Tại vì tại sao mình lại hết lòng như vậy, nhưng mà tại sao mình lại không nhận được những cái gì xứng đáng với bản thân mình? Tại sao mình hết lòng với người ta như vậy, nhưng mà người ta lại không đối đáp lại với mình như cái cách mà mình đối xử với người ta? Thì vũ trụ muốn khuyên bạn một điều á, là bạn hãy tin vào sự vận hành của vũ trụ nha. Bạn sẽ nhận lại những gì mà các bạn cho đi bằng cách này hay cách khác, không có việc gì là dư thừa đâu. Còn giả sử như những cái việc làm của bạn, những cái việc làm tốt của các bạn á, mà không được công nhận đi ha, thì cũng chẳng sao cả. Tại vì bạn không cần sự công nhận từ những người xung quanh đâu. Bạn chỉ cần khi bạn làm một việc gì đó tốt,
thì chỉ cần bản thân của bạn biết và vũ trụ biết thôi là đủ rồi. Còn những người xung quanh như thế nào kệ họ. Đừng. Cái sự trao đi này á, cho mình nghĩ là các bạn hãy, có thể một số bạn ở đây á, trong quá khứ các bạn cũng đã gặp những cái vấn đề về cái việc mà cho đi và nhận lại này. Có thể là bạn, một số bạn rơi vào trường hợp cho đi quá nhiều nhưng mà nhận lại chẳng bao nhiêu hết. Và vũ trụ muốn khuyên, muốn nhấn mạnh một điều là rằng hãy tin vào sự vận hành của vũ trụ nha. Bởi vì các bạn sẽ nhận được những cái gì xứng đáng nhất với các bạn, nhưng không phải là ngay lập tức, mà là nó giống như là một cái quỹ á, để bạn đóng góp vào và các bạn sẽ nhận được những cái điều tốt đẹp đó trong tương lai. Vì vậy, đừng có để những cái thứ, những cái vấn đề ở xung quanh làm ảnh hưởng đến cái sự tốt đẹp ở bên trong mỗi các bạn nha. Và một điều nữa mà mình nhận biết, mình nhận được á, một cái nguồn năng lượng khác mình nhận được từ cái cột này á, là các bạn hãy biết cách trao đi cho đúng người, đúng việc. Chứ không phải là ai mình cũng trao đi hết. Hãy biết cách trân trọng giá trị bản thân mình hơn. Và chỉ trao đi những cái gì mình cảm thấy xứng đáng cho những người hoặc là những việc xứng đáng thôi nha các bạn. Với cái cột thứ ba, có thể là một số bạn đang bị rào cản một cái gì đó trong quá khứ. Những cái thất bại, những cái tổn thương về mặt tinh thần ở trong quá khứ. Một cách nào đó, những cái việc đó vẫn còn đang phản phất và nó vẫn còn đang ảnh hưởng đến các bạn, giống như một dạng tự kỷ ám thị á, kiểu như các bạn cứ suy nghĩ về nó nhiều quá, mặc dù các bạn hiện tại thì có thể là các bạn không còn để ý nữa, tại vì nó gần như đã trở thành một phần của mình rồi. Cho nên đây là lúc để cho các bạn nhìn nhận lại cuộc sống của mình, nhìn nhận lại những cái vấn đề đã xảy ra trong quá khứ, đặc biệt là những cái vấn đề về tình cảm, về mặt tinh thần nha. Và hãy xem tại sao nó vẫn còn kìm hãm, nó vẫn còn đang lãng vãng ở trong tâm trí của mình như vậy. Tại sao nó vẫn còn xuất hiện? Hãy làm hòa với nó đi. Make peace with it. Làm hòa với những cái vấn đề đó. Nhận thức được rằng đó là những cái việc mình cần thiết phải trải qua thì mình mới có ngày hôm nay. Cho nên hãy bỏ hết những cái thứ không tốt, đặc biệt là những ký ức không tốt, bỏ hết nó qua một bên đi. Bởi vì nó không xứng đáng để tồn tại trong cuộc sống của các bạn nữa, ở trong nguồn năng lượng của các bạn nữa. Và hãy bước tiếp. Khi các bạn bỏ hết những cái thứ đó ra ngoài thì các bạn sẽ sẵn sàng để bước tiếp, để đón nhận những cái điều mới mẻ, tốt đẹp hơn. Và mình cảm giác một lời khuyên nữa từ vũ trụ á, là dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra thì cũng đừng bao giờ, hãy tin vào giá trị của bản thân mình, hãy tin vào khả năng của bản thân mình. Bởi vì các bạn có thể làm bất cứ, các bạn có thể hoàn thành bất cứ thứ gì các bạn muốn, các bạn có thể đạt được bất cứ một thứ gì mà các bạn muốn, với điều kiện là các bạn phải thực sự dồn hết tâm huyết vào nó. Dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra xung quanh thì mặc kệ nó đi. Bởi vì bản thân của các bạn biết các bạn muốn gì và cần gì. Cho nên hãy tập trung phát triển bản thân mình và tập trung xây dựng ước mơ của mình. Và đừng để cho những cái chuyện trong quá khứ cũng như những cái người xung quanh ảnh hưởng đến cái sự phát triển của các bạn nha. Với cái thông điệp ở cuối bộ bài là Page of Swords á, thì mình nghĩ á, trong mọi hoàn cảnh chúng ta đều có thể học hỏi được một điều gì đó. Vì vậy đừng bao giờ có suy nghĩ là các bạn đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi. Hãy cố gắng nhìn nhận từ góc độ của người khác xem. Xem cái vấn đề đó có thể còn có cách nào khác để giải quyết hay không. Và hãy... và đừng ngừng cái việc ham học hỏi lại nha. Tại vì nó sẽ là một cái việc giúp cho các bạn phát triển cho tương lai của mình rất là nhiều. Với Page of Swords ngược ở đây thì có thể hiện tại các bạn, một số bạn có thể hiện tại đang ở trong cái một cái sự trì trệ nhất định. Trì trệ nhất định ở đây là kiểu như các bạn có một sự dậm chân tại chỗ về mặt kiến thức
Cho nên có thể là đây cũng là một lúc, đây cũng là một khoảng thời gian tốt để cho các bạn học thêm một cái điều gì đó mới, học thêm một cái nghề tay trái, đọc một quyển sách hay là như thế nào đó để giúp cho các bạn cải thiện cái kiến thức hiện tại của mình nha, củng cố nó. Và một thông điệp nữa, những cái điều gì đến sẽ đến, các bạn không cần phải chờ nó đến, mà nó sẽ đến khi các bạn không chờ đợi, khi các bạn không nghĩ về nó. Vì vậy, thay vì phải quá bận tâm với những điều gì đó chưa đến, các bạn hãy tập trung cho bản thân mình và tập trung làm những cái gì các bạn thích, cũng như là xây dựng, củng cố những cái kiến thức hiện tại của các bạn. Chẳng hạn như các bạn đang cố gắng mở một cái một cái startup đi ha, hoặc là một số bạn thì có thể là đang muốn tìm hiểu về một cái ngành học nào đó, thì các bạn hãy nghiên cứu kỹ về nó đi, hãy mua sách, hoặc là các bạn có thể tham gia một cái khóa học nào đó để củng cố thêm kiến thức cho mình. Cái việc học hỏi thì không bao giờ là dư thừa cả. Rồi, bây giờ mình sẽ tiếp tục với bộ bài Oracle của mình, để xem chúng ta còn có thêm được thông điệp gì từ vũ trụ không nha. Thông điệp khẩn cấp nào mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn nhóm 1 đây? Spider. The Owl. Earth Fairy. The Raven là năng lượng cuối của bài của các bạn nha. Rồi, mình sẽ bắt đầu với The Spider. Vũ trụ khuyên các bạn rằng á, trước khi thực hiện bất cứ một cái việc gì, hãy tìm hiểu thật là kỹ. Và giả sử như các bạn đang có một cái kế hoạch về một cái dự án startup nào đó, một cái kế hoạch phát triển nào đó, thì đây là lúc để cho các bạn tìm hiểu kỹ càng về cái lĩnh vực mà các bạn đang cố gắng phấn đấu, các bạn đang cố gắng đang muốn dấn thân vào. Thì đừng bao giờ, đây sẽ là một cái thời điểm tốt đẹp để cho các bạn phát triển lên kế hoạch nha. Có thể là chưa phải là lúc để các bạn hành động đâu. Vì vậy hãy lên kế hoạch thật kỹ càng trước khi thực hiện bất cứ một cái việc gì đó nha. The Owl xuất hiện ở đây, vũ trụ khuyên các bạn hãy nhìn cuộc sống theo một cái cách, hãy nhìn nhận tất cả mọi vấn đề theo một cái cách khách quan nhất mà các bạn có thể, và hãy luôn giữ cho tâm trí của mình thật là sáng suốt để nhìn ra được những cái uẩn khúc, những cái rủi ro, hoặc là những cái lời nói dối tiềm ẩn ở phía sau một người hoặc là một việc gì đó nha các bạn. Hãy giữ cho tâm của mình thật là sáng suốt để đưa ra quyết định phù hợp. Và thông điệp cuối cùng là hãy chăm sóc sức khỏe của các bạn nha. The Earth Fairy á, cho mình cảm giác như là hiện tại sức khỏe của các bạn có thể là không có được trọn vẹn, không có được tốt cho lắm. Một số bạn có thể là ăn uống không đủ, ngủ không đủ giấc, hoặc là các bạn thiếu tập thể dục. Thì vũ trụ khuyên các bạn rằng á, cơ thể của các bạn chính là ngôi nhà của tâm hồn của các bạn. Cho nên hãy chăm sóc cơ thể của các bạn thật là tốt, đặc biệt là vào khoảng thời gian này. Và mình nghĩ rằng cái việc chăm sóc tốt cho bản thân của các bạn cũng mang lại rất nhiều lợi ích nha. Bởi vì khi các bạn chăm sóc tốt cho bản thân của các bạn sẽ cảm thấy thoải mái hơn, yêu đời hơn. Và từ đó, những cái điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn nhanh hơn nha các bạn. Và một điều nữa, vũ trụ các bạn biết là bạn không thể nào xây dựng bất cứ một cái mối quan hệ nào ở trên một cái nền tảng không vững chắc đâu. Vì vậy, bên cạnh các bạn phải việc tìm hiểu kỹ về một cái vấn đề nào đó hoặc là một cái người nào đó, các bạn cần phải biết rằng tất cả mọi mối quan hệ đều phải được xây dựng ở trên một cái nền tảng cứng cáp, thì cái mối quan hệ đó mới bền lâu được. Rồi, mình sẽ lấy thêm một vài thông điệp ở trong túi thông điệp của mình nữa, rồi mình sẽ kết thúc giải bài ở đây nha. Vũ trụ ơi,
thông điệp khẩn cấp nào mà vũ trụ muốn gửi cho các bạn nhóm 1 đây? Các bạn có đến 4 cái cụ tự luôn. Cụ tự đầu tiên của các bạn age. Rồi, một số bạn ở đây có thể là cảm nhận là bản thân mình bắt đầu có những cái sự thay đổi một phần nào đó về tuổi tác ha. Cho nên đây cũng là lúc để cho các bạn bắt đầu tập trung chăm sóc cho bản thân mình rồi đó. Chăm sóc cơ thể của mình, được chưa? Dành nhiều thời gian hơn cho nó. Cổ tự thứ hai là cổ tự om, bảo vệ. Thì với cái sự bảo vệ mình nhận được ở đây có thể là bảo vệ bản thân của các bạn khỏi những cái nguồn năng lượng tiêu cực từ những người xung quanh, từ môi trường xung quanh nha. Và đừng có so sánh bản thân mình với người khác nha. Một thông điệp nữa, bởi vì mình nghĩ là có thể là một số bạn ở đây cũng có xu hướng là nhìn những người khác thấy những như nãy cái cục đầu tiên mình nói á, là có vẻ như các bạn nhìn thấy tại sao người khác lại có thể đạt được những cái điều tốt đẹp như thế này, dễ dàng như vậy mà tại sao mình lại không được. Đừng so sánh bản thân mình với người khác, mỗi người có một cái trải nghiệm riêng nha các bạn. Rồi, thông điệp thứ ba mà các bạn có là cổ tự ra. Cổ tự này là nói về màu sắc. Thì khi cổ tự này xuất hiện á, mình có cảm giác á là cuộc đời không phải chỉ có trắng và đen đâu. Nó còn có cả, nó còn rất nhiều màu khác nữa. Vì vậy, hãy nhẹ nhàng hơn, hãy thoải mái với cuộc sống này một chút xíu. Don't take anything too seriously nha các bạn. Đôi khi đừng có nên nghiêm túc quá làm chi. Hãy sống thoải mái đi, sống thoải mái hơn. Và hãy biết tiết kiệm nha. Tiết kiệm ở đây á là tiết kiệm về năng lượng và cả mặt thể chất luôn. Tiết kiệm là tiết kiệm cả về mặt năng lượng lẫn vật chất, tiền bạc, hoặc là kiểu như các bạn đừng có nên tiêu xài hoang phí, đặc biệt là trong khoảng thời gian hiện tại nha. Bởi vì mình nghĩ là sắp tới các bạn sẽ cần rất là nhiều, các bạn sẽ cần một cái khoản tiết kiệm để làm một cái việc gì đó, có thể là bắt đầu một dự án nào đó, hoặc là để chăm sóc bản thân của các bạn, hoặc là một cái like save for rainy days, kiểu như để dành cho một cái dịp nào đó cần thiết á. Và một cái thông điệp nữa là đừng nên để cho những cái người, đừng có nên dành quá nhiều năng lượng cho những cái người không xứng đáng nha. Hãy biết trân trọng năng lượng của mình. Năng lượng của mình là có hạn thôi. Hãy dành nó làm những cái việc xứng đáng và tốt đẹp nhất nha các bạn. Rồi, đây là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ cho các bạn nhóm 1 trong ngày hôm nay. Hy vọng những thông điệp này sẽ giúp cho các bạn phát triển bản thân mình nhiều hơn trong khoảng thời gian sắp tới. Và mình, một điều nữa là mình hy vọng các bạn sẽ luôn giữ được một cái thái độ sống thật là tích cực nha. Và xin chúc cho các bạn có một ngày làm việc, học tập thật là vui vẻ và hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những chế bài tiếp theo của mình nha. Tạm biệt các bạn nhóm 1. Xin chào các bạn nhóm 2 nha. Nếu như các bạn chọn nhóm này thì đây sẽ trả bài của các bạn. Rồi, câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay là thông điệp quan trọng nào, hoặc là thông điệp khẩn cấp nào mà vũ trụ muốn các bạn biết ngay vào lúc này. Mình sẽ bắt đầu với bộ bài tarot của mình nha. Vũ trụ ơi, thông điệp khẩn cấp nào, thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn các bạn nhóm 2 biết ngay vào lúc này? Thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn? Ok. Thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn các bạn nhóm 2 biết ngay vào lúc này?
Năng lượng của bộ bài là Six of Swords. Rồi, trước hết, trước khi vào trải bài thì mình sẽ di chuyển một vài lá ha, để cho tất cả các lá bài đều có thể vào khung hình. Wow. Cảm giác đầu tiên khi mà nhìn vào cái cột 1 á, thì mình nghĩ là ở thời điểm hiện tại các bạn đang thu mình lại, bởi vì các bạn đã gặp một số những cái vấn đề. Các bạn đang cố gắng tìm kiếm niềm vui, tìm kiếm sự thành công của mình, nhưng mà dường như có vẻ như là nó không có được như các bạn mong đợi. Cho nên các bạn đang cố gắng chiêm nghiệm lại xem bản thân của các bạn có thể làm được những gì để thay đổi cái trường hợp này, thay đổi những cái tình huống này, những cái gì đang xảy ra tại thời điểm hiện tại. Thì thông điệp mà vũ trụ muốn gửi đến đầu tiên cho các bạn ở cái cục này nè, là mọi câu trả lời đều có thể giải đáp được khi các bạn sáng suốt nhất và khi các bạn nhìn lại ở bên trong bản thân mình. Bởi vì đôi khi chúng ta biết chúng ta có câu trả lời đó, đôi khi chúng bản thân của chúng ta có câu trả lời, nhưng mà các bạn thường sẽ muốn nghe một người khác ở ngoài nói cái câu đó ra, kiểu như là bạn muốn nghe cái câu trả lời đó từ một người khác để xem nó có đúng hay không. Thì vũ trụ nói là hãy tin vào trực giác của các bạn nha, bởi vì trực giác của các bạn rất là tốt, và các bạn cũng là những người có những cái sáng kiến, những cái cách suy nghĩ rất là độc đáo, rất là khác biệt. Vì vậy, nếu như các bạn đang gặp một cái vấn đề gì đó về sự lựa chọn, hoặc là về kiểu như một cái quyết định nào đó, thì chính bản thân của các bạn sẽ phải là người đưa ra quyết định đó, và hãy tìm câu trả lời từ bên trong chính bản thân mình nha. Bởi vì chính các bạn mới biết bản thân của các bạn như thế nào. Chính các bạn mới biết là bản thân của các bạn cần gì và giỏi về cái việc gì, và cũng như chính các bạn sẽ biết là bản thân cái điều gì có thể làm cho các bạn vui. Vì vậy, thay vì chạy đi tìm một câu hỏi ở một cái người nào đó ở bên ngoài á, thì các bạn hãy tự đặt những câu hỏi đó ra cho chính bản thân mình đi. Bởi vì biết đâu các bạn sẽ lại đưa ra một các bạn lại có thể đưa ra một cái quyết định hoặc là một cái lựa chọn nào đó còn tốt hơn những gì bạn mong đợi nữa rồi sao. Đó là thông điệp thứ nhất. Ở thông điệp thứ hai, vũ trụ khuyên bạn là đừng nên vội vàng thực hiện bất cứ một cái việc gì hết, đặc biệt là nếu như cái vấn đề đó quan trọng với các bạn. Bởi vì có thể một số bạn của nhóm 2 có xu hướng là hơi vội vàng, gấp rút một chút xíu. Và vũ trụ khuyên là các bạn hãy để cho mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên nhất, đặc biệt là về những cái chuyện quan trọng, như là về vấn đề tình cảm chẳng hạn. Hãy để cho mọi chuyện xảy ra theo cách mà nó cần phải xảy ra. Và trong khoảng thời gian đó, thì thay vì quá tập trung vào những gì có thể xảy ra, thì các bạn hãy tập trung vào những gì ở hiện tại và sống ở hiện tại một chút xíu nha. Các bạn nhóm 2, hãy dành năng lượng của các bạn tập trung cho những gì đang diễn ra vào khoảng thời gian này, và tận hưởng từng giây từng phút mà cuộc sống đem lại cho mình. Và một lời khuyên nữa dành cho những bạn mà đang có ý định cưới hỏi trong năm nay, hoặc là trong cái khoảng thời gian sắp tới á, hoặc là các bạn muốn đẩy nhanh tiến trình nào đó, một cái tiến trình của một cái công việc, hoặc là tiến trình của một cái cuộc hôn nhân chẳng hạn, thì các bạn nên suy xét kỹ xem, đặt câu hỏi cho bản thân mình xem đây có phải là một cái lựa chọn đúng đắn hay không. Và vũ trụ khuyên các bạn á, là hãy lắng nghe trực giác của bản thân các bạn, và đừng nên gấp gáp làm bất cứ một cái việc gì hết nha. Hãy suy nghĩ kỹ
và đưa ra cái quyết định phù hợp và tốt nhất cho các bạn. Và đừng quá tập trung vào tương lai, hãy tập trung cho hiện tại nhiều hơn nha các bạn. Hãy tập trung tận hưởng từng giây từng phút ở hiện tại. Đến cái cột thứ 3, vũ trụ có lời khuyên cho các bạn là phải biết trao đi và nhận lại. Trao ở đây ý mình không phải là các bạn ích kỷ nha. Ý mình ở đây có nghĩa là các bạn thường sẽ bị trên á, kiểu như là đôi khi chúng ta chỉ biết chúng ta nhận quá nhiều, đôi khi chúng ta chỉ lại cho đi quá nhiều và nó không có sự cân bằng nhất định, hoặc là các bạn có xu hướng là trao đi cho những người không xứng đáng. Kiểu như là trao năng lượng của mình cho những người không xứng đáng, hoặc là cho một cái công việc gì đó không có xứng đáng với mình. Thì vũ trụ khuyên các bạn là đừng bao giờ mất niềm tin vào cuộc sống, mà hãy cố gắng nhìn nhận vấn đề theo một cái cách khách quan nhất, đứng từ xa. Kiểu như nè, bạn nhìn thấy cái Three of Wands không? Người này đứng từ xa nhìn xuống những cái thuyền, những cái tàu thuyền đang đi ở phía dưới, thì từ góc độ này họ sẽ có thể đưa ra một cái quyết định sáng suốt nhất, họ có thể nhìn được toàn cảnh của sự việc, đúng không? Thì đó cũng là một cái lời khuyên từ vũ trụ ha. Vũ trụ khuyên các bạn hãy nên học cách tôn trọng bản thân mình, tôn trọng những cái điều mà mình có thể làm, tôn trọng những năng lượng của mình nữa. Tại vì năng lượng là vô hạn, đúng không? Nhưng mà chúng ta đang ở trong một cái dạng về thể chất, cho nên là nói sao ta, năng lượng của vũ trụ là vô hạn nhưng mà năng lượng của chúng ta thì có hạn ha. Mỗi ngày thức dậy thì các bạn, dù các bạn làm bao nhiêu việc đi thì năng lượng của các bạn nó cũng chỉ có nhiêu đó thôi, và việc của bạn là phải phân chia năng lượng của mình sao cho hợp lý để làm những cái việc cần thiết, đúng không? Vì vậy tại sao phải dành những cái nguồn năng lượng quý giá đó của bản thân mình cho những cái người hoặc là cho những cái việc không cần thiết? Hãy biết giá trị mình ở đâu, xem những cái này, những cái mối quan hệ này, những cái người này có giúp đỡ được cho mình hay không, hay họ chỉ đến thì họ chỉ để nhận thôi, họ chỉ muốn lấy đi một cái gì đó của mình thôi, thì khi đó mình phải xem xét lại nhé. Và với cái cột cuối cùng, mình nghĩ là một điều nữa vũ trụ khuyên các bạn á, là hãy nhìn nhận mọi cái vấn đề, mọi cái... Đây là lúc để cho các bạn reflect lại, reflect dịch tiếng Việt sao? Tương phản lại ha, kiểu như nhìn nhận lại bên trong bản thân của các bạn. Đây là lúc để các bạn đặt ra những câu hỏi, đặc biệt là về các mối quan hệ mà bạn đang có. Thì không cần biết là những cái mối quan hệ này là platonic hay là romantic, kiểu như là những mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp hay là người yêu á, thì đây là lúc để các bạn chiêm nghiệm lại những cái mối quan hệ đó. Bởi vì mình nghĩ như ở một góc độ nào đó, hoặc là đối với một số bạn ha, mình không muốn nói tổng quát quá về cái chủ đề này, về cái thông điệp này, bởi vì thông điệp này khá là cụ thể. Đối với một số bạn của nhóm 2 á, thì mình nghĩ như đây là lúc để cho các bạn bắt đầu chiêm nghiệm lại và loại bỏ những cái người, những cái mối quan hệ không cần thiết, không phù hợp và không tốt cho cuộc sống của bạn nữa. Bởi vì mình nghĩ rằng á, có một số bạn ở đây đang phải chịu nhiều cái ấm ức á. Tại sao không hiểu tại sao mình lại cảm nhận được cái điều này ở đây. Ấm ức ở đây có nghĩa là khi ở xung quanh những cái người này hoặc là những cái mối quan hệ này thì bạn cảm thấy không được thoải mái thật sự luôn, và bạn cảm thấy như bạn lúc nào cũng phải kiềm chế lại bản thân mình, kìm nén lại mà không có được thực sự thể hiện hết bản thân của mình. Và đó có thể là về bạn bè luôn á nha, kiểu như các bạn không thể là chính mình xung quanh những cái người này á. Và nếu như đó là trường hợp của các bạn á, thì vũ trụ khuyên các bạn là hãy nên chiêm nghiệm lại và nên bỏ đi những cái thứ đó đi, những cái mối quan hệ đó đi. Bởi vì không cần biết là những người đó như thế nào, không cần biết vai vế trong xã hội của họ ra sao, nhưng nếu như họ không đem lại cho bạn một cái sự thoải mái nhất định đó, và nếu như họ chỉ đến và họ chỉ lấy đi những gì mà họ muốn thôi, hoặc là bạn luôn cảm thấy là bạn bị cạn kiệt, hút cạn năng lượng á, khi bạn ở gần những người đó, kể cả những người mà bạn đã biết lâu rồi đó,
thì đây cũng là lúc để cho các bạn nhìn nhận lại và bắt đầu biết giữ khoảng cách nhiều hơn với những người đó nha. Và một điều nữa, vũ trụ khuyên các bạn trong khoảng thời gian hiện tại hãy quyết đoán. Bởi vì các bạn thường kiểu như là khi có một cái vấn đề xảy ra, xong rồi cái người ta lại người ta xin lỗi, người ta năn nỉ, các bạn lại ừ ok không sao, chấp nhận tha lỗi cho người ta một lần ok ha. Nhưng mà từ lần thứ hai bắt đầu các bạn phải cân nhắc, mà đến lần thứ ba mà còn xảy ra nữa thì người ta nói nhất quá ta mà, đúng không? Cho đi luôn. Hãy dứt khoát hơn trong cái cách mà các bạn đưa ra quyết định nha. Đừng có dễ dãi với những cái người mà không xứng đáng, với những cái chuyện không xứng đáng với năng lượng của mình. Các bạn là những người rất là tốt, các bạn là những người rất là giỏi, và các bạn cần phải quyết đoán hơn trong cuộc sống của mình nha. Đừng có chạy đi tìm câu hỏi, câu trả lời từ những người xung quanh nữa. Chính các bạn sẽ là người biết các bạn cần gì và muốn gì, và biết cái gì là đem lại hạnh phúc, niềm vui cho các bạn nhé. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng bộ bài Oracle của mình để xem chúng ta có được thêm thông điệp gì, chúng ta có được thêm thông tin gì về cái thông điệp khẩn cấp, thông điệp quan trọng mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn hay không. Vũ trụ ơi, thông điệp khẩn cấp nào, thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 2? Thông điệp khẩn cấp. Oh, ok. Wow. Thông điệp khẩn cấp nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 2? Năng lượng cứu hộ bài là The Wasp. Ok. Oops. Mình sẽ bắt đầu với lá bài đầu tiên là Wealth. Wealth có nghĩa là sự thịnh vượng á. Thì theo bản thân của mình á, sự thịnh vượng á, nó không phải chỉ là về tiền, mà sự thịnh vượng là nó còn về sức khỏe, về các mối quan hệ nữa. Khi các bạn có hết tất cả mọi thứ đó thì các bạn thì đó mới gọi là một sự thịnh vượng, đúng không? Còn nếu chỉ có tiền thì bạn chỉ là giàu thôi. Cho nên mình nghĩ á, là các bạn bắt đầu phải suy nghĩ lại, thật sự suy nghĩ lại xem cái cách nhìn nhận vấn đề, cái cách nhìn nhận cuộc sống của các bạn như thế nào. Bởi vì có thể là một số bạn của nhóm 2 á, bị nhầm lẫn giữa cái việc giàu có và cái sự thịnh vượng. Giàu có chưa chắc đem lại cho các bạn hạnh phúc đâu nha, nhưng mà sự thịnh vượng thì chắc chắn sẽ đem lại cho các bạn hạnh phúc. Vì vậy, hãy đưa ra những cái quyết định nào đó mà phù hợp nhất cho các bạn nha. Bởi vì chính các bạn sẽ là người tạo nên cái sự thịnh vượng này cho bản thân của các bạn, chứ không phải là một người nào ở ngoài hết á. Rồi. Thông điệp thứ hai. Khi con đại bàng xuất hiện á, thì mình nghĩ đại bàng á là một sứ giả mang thông điệp của vũ trụ nha. Và khi cái thông điệp này xuất hiện, khi cái lá bài này xuất hiện, mình nghĩ là đây sẽ là lúc cho các bạn bắt đầu kiểu như phát triển hơn về cái mặt tinh thần của bản thân của các bạn, bắt đầu tạo ra một cái sự liên kết giữa các bạn với những cái với vũ trụ á. Và làm thế nào để bạn có thể tạo nên cái sự liên kết đó bằng cách các bạn thiền, yoga, hoặc là các bạn làm những cái việc gì đó để giúp cho cái tâm của các bạn tỉnh lại và giúp cho cái trực giác của các bạn phát triển tốt hơn. Và từ đó khi cái trực giác của các bạn phát triển tốt á, thì bắt đầu các bạn sẽ tạo được một cái cầu nối giữa bạn và vũ trụ. Và khi các bạn muốn đưa ra một cái quyết định nào đó, đúng không, thì vũ trụ sẽ giúp cho các bạn nhìn thấy, thật là đem lại cho các bạn những cái dấu hiệu, những cái điều mà các bạn cần biết để giúp cho các bạn đưa ra những cái quyết định tốt nhất cho bản thân mình nha. Đây cũng có thể là lúc để cho các bạn bắt đầu chiêm nghiệm lại như hồi nãy mình nói ha, cả hai cái cột này và cả cái cột này nè đều nói về một cái nguồn năng lượng là kiểu thu mình lại, bắt đầu để reflect lại những cái việc đã xảy ra trong cuộc sống của mình, để nhìn nhận lại những việc đã xảy ra trong cuộc sống của mình á. Thì lá bài này muốn nhấn mạnh cái điều đó thêm một lần nữa.
Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Hãy đặt cho bản thân của các bạn những câu hỏi như là: các bạn là ai? Các bạn muốn gì và các bạn cần gì? Điều gì làm cho các bạn vui? Những câu hỏi đó nha các bạn. Thông điệp thứ ba mà các bạn có là The Owl. Các bạn cần phải sáng suốt khi đưa ra quyết định. Bởi vì đôi khi có những người, có những sự việc, các bạn nhìn thấy nó như vậy nhưng mà chưa chắc nó đã là như vậy. Vì vậy các bạn cần phải sáng suốt để có thể nhìn xuyên qua cái sự việc đó, cái con người đó, để xem có một cái điều gì đó mà các bạn chưa biết hay không, hoặc là để xem cái người nào đó có đang thật lòng hay không, hay là họ chỉ đang cố gắng tìm cách lợi dụng mình thôi, hoặc là họ đang nói dối mình cái điều gì đó. Thì chính cái trực giác này sẽ giúp cho các bạn phát hiện điều đó nha. Hãy giữ và đặc biệt đừng nên nóng giận nha. Bởi vì trong khoảng thời gian hiện tại, trong khoảng thời gian này nè, khi các bạn xem video này nè, thì nóng giận hoặc là những cái nguồn năng lượng tiêu cực như là ghen tuông các kiểu á, thì sẽ không có giúp cho các bạn giải quyết vấn đề đâu. Mà ở mặt khác thì nó sẽ làm cho những cái vấn đề mà bạn đang gặp phải càng trở nên phức tạp hơn và rối rắm hơn á. Kiểu như hãy giữ cho tâm của các bạn tĩnh. Có thể đó là cũng là lý do vì sao mà những cái lá bài này xuất hiện, kêu là bạn hãy thực sự dành thời gian cho bản thân mình, chiêm nghiệm lại, giữ cho tâm của các bạn tĩnh. Đừng để cho những cái nguồn năng lượng này nè, đừng để cho bản thân bị kiểm soát, đừng nên để cho những cái hành vi của mình á bị kiểm soát bởi những cái nguồn năng lượng tiêu cực. Bởi vì dù cho đó không phải là bạn, đúng không, nhưng mà đó là cách bạn thể hiện cho những người xung quanh thấy. Vì vậy đừng nên đánh mất chính mình vào những cái nguồn năng lượng tiêu cực này nha. Rồi, một thông điệp nữa, mình nghĩ là trong khoảng thời gian sắp tới, khi các bạn xem video này nè, thì các bạn sẽ buộc phải đưa ra một vài cái quyết định nhất định nào đó trong cuộc sống của mình. Thì hãy đảm bảo rằng những cái quyết định đó là chính bản thân của các bạn muốn, chứ không phải là do các bạn đang tức giận hay là do các bạn đang buồn bã hay như thế nào đó mà đưa ra nha. Chúng ta chỉ nên đưa ra quyết định khi chúng ta sáng suốt nhất thôi. Rồi, mình sẽ lấy thêm một vài thông điệp cho các bạn ở trong túi thông điệp của mình. Vũ trụ ơi, có điều gì, thông điệp khẩn cấp nào vũ trụ muốn các bạn nhóm hai biết không? Nhiều dữ. Vũ trụ luôn ở bên phía của các bạn, và vũ trụ luôn soi xét và giúp đỡ cho các bạn nha. Đôi khi các bạn cũng nên chú ý đến những cái dấu hiệu mà các bạn nhận được ở bên ngoài. Khi các bạn tinh ý, khi trực giác của các bạn tốt, thì các bạn sẽ nhận ra những cái dấu hiệu đó là vũ trụ muốn gửi cho các bạn, để giúp cho các bạn đưa ra những cái lựa chọn tốt hơn. Ví dụ như là tự nhiên đang đi trên đường thì gặp một cái gì đó, hay là như thế nào đó, nói chung là những cái sự việc ngẫu nhiên á. Nhưng mà nếu như các bạn tinh ý thì các bạn sẽ thấy được rằng vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn một cái thông điệp gì đó thông qua cái chuyện đó. Rồi, giữ cho tâm của các bạn tĩnh nha. Đây là cái tâm trí của các bạn hiện tại nè, đầu óc của mình, tâm trí của mình hiện tại nè. Đó, khi các bạn thiền á, mình nghĩ thiền sẽ một việc rất là tốt. Khi các bạn thiền, các bạn tập trung vào cái nhịp thở của các bạn, thích hít vào 5 nhịp, thở ra 7 nhịp, rồi cứ lặp đi lặp lại như vậy á, thì đến một lúc nào đó cái bầu tâm của các bạn, những cái dòng suy nghĩ trong đầu của các bạn bắt đầu nó giảm xuống á, thì từ khi đó các bạn, tâm trạng của các bạn, cái năng lượng của các bạn sẽ trở nên ổn định hơn, và từ đó các bạn sẽ đưa ra những cái quyết định sáng suốt hơn. Thông điệp thứ ba, cổ tự Om. Các bạn rất là giỏi ha. Các bạn có cảm giác như các bạn khá là đa tài á, và các bạn có thể làm được tất bất kỳ một cái việc gì các bạn muốn. Nhưng mà lưu ý, không nên tự cao là cái thứ nhất, và không nên để cho những cái cảm xúc tiêu cực kiểm soát hành vi của mình nha. Cổ tự tiếp theo, cổ tự Charm. Đây là cổ tự về một sự trật tự. Thì mình nghĩ rằng
ở một góc độ nào đó thì có thể là cách sống của các bạn hoặc là cái cách suy nghĩ của các bạn nó hơi rối, nó hơi mất trật tự á, thì đây sẽ là lúc lời khuyên của vũ trụ là đây là lúc để cho các bạn nghiệm lại và xem xét lại những cái dòng suy nghĩ đó hoặc là những cái cách mà các bạn đang hoạt động, cách mà các bạn đang, cái lối sống của các bạn tại thời điểm hiện tại, và từ đó hãy rút ra những cái điều, hãy chỉnh sửa làm sao cho nó trở lại một cái khuôn khổ nhất định nha, cái khuôn khổ tốt hơn cho bạn á. Cổ tự sót, đây là cổ tự về thiên đường. Cuộc sống này á là thiên đường hay địa ngục á là tùy theo lựa chọn của các bạn thôi. Các bạn nghĩ là nó là địa ngục thì nó sẽ địa ngục, các bạn nghĩ nó là thiên đường thì nó sẽ là thiên đường nha. Quan trọng nhất là cái cách sống của mình và cái cách mình nhìn nhận vấn đề xung quanh như thế nào đó. Và nếu như các bạn muốn cuộc sống của mình là một cái thiên đường, đúng không, thì hãy bắt đầu sống như cuộc sống của mình là thiên đường đi, rồi các bạn sẽ thấy sự thay đổi của, và các bạn sẽ thấy những cái điều xung quanh bắt đầu thay đổi để phù hợp với cái cách suy nghĩ, cách sống đó của bạn. What if, nếu như những lựa chọn của các bạn, những lựa chọn mà các bạn đưa ra là sai hay sao chẳng hạn đó, các bạn thường hay đặt cho bản thân mình những câu hỏi nếu như, mà lại thường đặt theo cái chiều hướng tiêu cực, thì đây là lúc để các bạn thay đổi nó. Tại vì nếu như các bạn có thể suy nghĩ theo hướng tiêu cực thì các bạn cũng có thể suy nghĩ theo hướng tích cực được vậy, đúng không? Nếu như cả vũ trụ này đứng về phía của các bạn rồi sao? Nếu như tất cả những gì bạn làm đều không, nếu như tất cả những cái lựa chọn trước giờ bạn đưa ra đều không có cái nào sai rồi sao? Cũng nhờ những cái lựa chọn đó mà bạn mới có thể phát triển trưởng thành hơn rồi sao? Đúng không? Hãy nhìn nhận cuộc sống theo một cái hướng khác tích cực hơn nha các bạn. Rồi, đây là tất cả những gì mình có thể chia sẻ cho các bạn nhóm 2 trong trải bài ngày hôm nay. Và hy vọng những thông điệp này sẽ giúp cho các bạn, hỗ trợ cho các bạn trong khoảng thời gian hiện tại của mình. Và nếu như các bạn muốn suggest cho mình một cái chủ đề nào đó về những cái video tiếp theo thì các bạn có thể liên lạc với mình qua Instagram. Các bạn, mình để ở dưới phần miêu tả luôn á. Và thực ra mình nói cái điều này là bởi vì mình nghĩ là bản thân của các bạn cũng là những người rất là sáng tạo, cho nên mình hy vọng là các bạn có thể chia sẻ một chút sự sáng tạo của các bạn cho mình nha. Suggest cho mình những cái chủ đề để cho những cái video tiếp theo, và mình sẽ cân nhắc để làm những video đó. Rồi, thì mình hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những trải bài tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhóm 2 nha. Xin chào các bạn nhóm 3 nha. Nếu như các bạn chọn nhóm này thì đây sẽ trải bài của các bạn. Rồi, câu hỏi mà chúng ta đặt ra cho vũ trụ ngày hôm nay sẽ là thông điệp khẩn nào, hoặc là thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn ngay lúc này. Như thường lệ, mình sẽ bắt đầu với bài tarot của mình nha. Vũ trụ ơi, vũ trụ muốn thông điệp nào, thông điệp khẩn nào, thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 3? Hai lá bài này cũng đã xuất hiện ở nhóm trước ha. Thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn nhóm 3 vào lúc này đây? Ok. Wow. Nhìn ở đây giống như một cái bức tranh vậy đúng không các bạn? Ba lá đó cảm giác như là ok
Rồi. Năng lượng cuối của bài của các bạn là Death ngược. Bây giờ trước hết thì mình đẩy những cái lá bài này vào khung hình nha. Chúng ta sẽ đến với cái cục đầu tiên trước nha. Hai lá bài đó cũng đã xuất hiện ở trong cái nhóm trước. Thì với the Seven of Wands ngược ở đó và với the Sun ngược ở đó, thì vũ trụ khuyên các bạn rằng cái việc mà mình đôi khi các bạn sẽ phải trải qua những cái vấn đề mà các bạn cảm thấy không hài lòng trong cuộc sống. Nhưng mà những cái vấn đề đó không sao cả, đó là những cái vấn đề cần thiết. Đừng có nên để cho cái sự, bởi vì mình tin rằng tất cả mọi việc xảy ra đều có lý do của nó hết. Cho nên các bạn đừng nên để cho một cái vấn đề nhỏ mà ảnh hưởng đến cái niềm vui của mình, ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình nha. Vũ trụ muốn khuyên các bạn rằng á, có thể vũ trụ muốn nói rằng các bạn là những người hơi, khi có vấn đề xảy ra thì các bạn sẽ thường suy nghĩ kiểu như không được tích cực cho lắm á. Thì vũ trụ muốn khuyên các bạn rằng hãy thay đổi cách suy nghĩ đó đi. Bởi vì mọi việc xảy ra đều cần thiết cho sự phát triển của mình hết. Không có một cái việc gì là dư thừa. Cho nên nếu như cái việc đó xảy ra với các bạn, thì có nghĩa là vũ trụ muốn gửi một cái bài học mà nó đến cho các bạn. Và các bạn cần phải đón nhận nó, chấp nhận nó theo một cái chiều hướng tốt nhất và tích cực nhất. Đừng nên để cho một cái việc, đặc biệt là được những chuyện nhỏ ha, để cho các bạn bị hụt hẫng hoặc là để cho các bạn bị nao lòng. Đúng từ không ta? Não lòng hả? Nói chung là đừng nên để cho những cái vấn đề tiêu cực ảnh hưởng đến niềm vui hạnh phúc của các bạn nha. Rồi. Ở cái cột thứ hai, vũ trụ muốn khuyên các bạn một điều á, là mọi sự việc khi đúng thời gian, đúng thời điểm nó sẽ đến. Và các bạn cần phải chấp nhận, kiểu như là các bạn cần phải biết khi nào là để, phải nói sao ta, sẽ có những cái cơ hội mới, những cái người mới hoặc là những cái sự bắt đầu mới đến với các bạn. Mặc dù nó không xảy ra nhanh như các bạn mong đợi, tuy nhiên đó là những cái việc tốt. Và nhiệm vụ của các bạn là hãy tập trung cho cuộc sống hiện tại của các bạn nhiều hơn. Đừng nên chú ý đến những gì có thể xảy ra ở phía trước, bởi vì nó sẽ đến đúng giờ, đúng lúc, đúng thời điểm nó sẽ đến. Việc của bạn hiện tại là chăm sóc bản thân của các bạn, chăm sóc xây dựng cho bản thân mình một cái vẻ bề ngoài thật là hoàn thiện, hoặc là làm những cái việc mà các bạn thích. Nói chung là để làm, khi cái lá bài Nine of Pentacles xuất hiện thì thường cho mình cảm giác là một cái người biết cách chăm sóc bản thân của họ. Và mình nghĩ đây cũng có thể là một lời khuyên cho các bạn nhóm 3, là các bạn nên dành cái khoảng thời gian hiện tại nè, khi các bạn xem cái video này, là bắt đầu từ bây giờ các bạn hãy chăm chút bản thân mình nhiều hơn. Vì mình nghĩ rằng cái việc đó sẽ rất là tốt. Vì khi các bạn chăm sóc bản thân mình nhiều hơn thì cái nguồn năng lượng của các bạn nó cũng sẽ tăng lên. Và từ đó những cái điều tốt đẹp sẽ đến với các bạn nhanh hơn và nhiều hơn. Thay vì các bạn tập trung xem khi nào nó tới nha. Bởi vì Page of Pentacles á, nói về một cái offer, nói về một cái điều tốt đẹp sắp đến, sắp diễn ra. Nhưng mà nó lại không phải, nó sẽ không đến nhanh như các bạn mong đợi đâu nha. Vì vậy thay vì cứ chờ một cái việc gì đó mà nó chưa tới, chờ một cái mối quan hệ nó chưa xảy ra, thì các bạn hãy tập trung cho bản thân mình trước đi. Được chưa? Những điều tốt đẹp thường hay đến khi các bạn không tập trung, không có chú ý đến nó đó. Và đến cái cột thứ 3, vũ trụ khuyên các bạn rằng á, các bạn là những người rất là giỏi. Thật sự, vũ trụ muốn nói rằng vũ trụ rất tự hào về các bạn nhóm 3. Bởi vì các bạn là những người không những giỏi mà các bạn còn rất là chăm chỉ. Các bạn biết cách, các bạn biết sử dụng cái
cái khả năng của mình, cái tài năng của mình vào những cái việc đúng đắn. Là và ở một cái góc độ khác á, thì mình nghĩ là các bạn nhóm 3 cũng là những người biết cách xây dựng cho tương lai có một cái, kiểu như các bạn là những người sống có kế hoạch, các bạn có kế hoạch cho tương lai của các bạn, và các bạn cũng biết cách, cũng đang cố gắng xây dựng. Và mình nghĩ với cái Eight of Pentacles ở đây thì mình nghĩ là các bạn cũng đang xây dựng một cái việc gì đó, có thể là về một cái dự án, về một cái, về cái việc học của các bạn cũng được. Các bạn đang xây dựng tương lai của mình thông qua việc học, các bạn học hành chăm chỉ, hoặc là các bạn đang cố gắng phát triển một cái lĩnh vực nào đó trong cuộc sống. Đó cũng có thể là về một mối quan hệ ha. Các bạn đang cố gắng xây dựng mối quan hệ, thì mình nghĩ cái việc xây dựng mối quan hệ đó, cái việc mà các bạn xây dựng một cái việc gì đó thì đó rất là tốt, bởi vì nó giúp cho các bạn biết bản thân của các bạn giỏi về cái việc gì. Và với cái The Strength ở đây thì mình nghĩ là các bạn cũng biết, một số bạn có thể là các bạn biết tài năng của mình như thế nào, nhưng mà đối với một số bạn khác á thì có vẻ như là các bạn rất giỏi nhưng mà các bạn lại không biết là các bạn giỏi á. Kiểu các bạn thường hay không có tự xem mình là mình giỏi. Nhưng mà mình nghĩ á, là cái việc mà các bạn đầu tư cho cái dự án, cho cái việc học, hoặc là cho một cái lĩnh vực nào đó trong cuộc sống của mình, thì nó sẽ rất là rewarding, có nghĩa là nó sẽ đem lại cho các bạn rất là nhiều niềm vui và rất là nhiều sự thành công ha. Nhưng mà lưu ý là những cái điều đến thì nó sẽ đến, đừng có nên quá tập trung đến những cái điều chưa xảy ra, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai á, mình nghĩ á, là các bạn nên tiếp tục phát triển, làm những gì mà các bạn đang làm đi, phát triển bản thân mình nhiều hơn nha. Và đừng quên là chăm sóc bản thân mình luôn, bởi vì mình nghĩ rằng bên cạnh cái việc mà các bạn phát triển tương lai của các bạn, xây dựng những cái nền tảng, những cái nền móng cho cái cho cái sự nghiệp của các bạn á, thì các bạn cũng nên chú ý một chút xíu đến cái việc chăm sóc bản thân mình, chăm sóc cái vẻ bề ngoài của mình. Ở thời điểm hiện tại nè, thì có thể là mình đi skincare một chút xíu, mình mua những cái gì đó mình thích, hoặc là mình nói chung là đối xử tốt với bản thân mình hơn, bởi vì các bạn rất là giỏi mà, đúng không? Đúng là đôi khi các bạn có một khi vấn đề xảy ra thì các bạn bị cái là hơi nhục chí chút xíu thôi, nhưng mà các bạn cũng khá là giỏi. Vì vậy đừng có nên để cho những cái vấn đề nhỏ nhỏ nó ảnh hưởng đến mình nha, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là tập trung phát triển bản thân mình, chăm sóc bản thân mình tốt hơn. Với cái cột cuối cùng, mình nghĩ là các bạn cũng là các bạn rất giỏi, các bạn rất là đa tài nha. Bởi vì với tất cả những cái lá bài này ở đây, cả 4 lá bài này, 5 lá bài này luôn, đều cho mình cảm giác các bạn là những người rất là đa tài. Nhưng mà thường các bạn sẽ không có dám thực hiện một cái việc gì đó khi mà các bạn chưa biết rõ nó sẽ xảy ra như thế nào. Kiểu như cái kẻ thù lớn nhất của các bạn chính là các bạn á. Không biết nói như vậy có kiểu khó hiểu hay không, nhưng mà thực sự kẻ thù lớn nhất của các bạn chính là các bạn á nha. Bởi vì các bạn nghĩ là đôi khi các bạn lại tự, các bạn biết các bạn giỏi, nhưng mà đôi khi các bạn khi mà muốn thực hiện cái việc đó, bắt đầu các bạn lại tự hoài nghi, ngờ vực cái khả năng của mình. Không biết là mình có đủ khả năng để thực hiện cái việc đó không, không biết là mình có đủ tốt, đủ giỏi để làm một cái việc gì đó hay không. Thì vũ trụ muốn nói các bạn là, khuyên các bạn là có, các bạn rất là giỏi, các bạn đủ, các bạn có khả năng làm được tất cả mọi việc luôn đó nha, tất cả những gì các bạn muốn. Tuy nhiên các bạn hãy nên học cách giữ cho tâm trí của mình vững chãi hơn, và giữ cho, và hãy củng cố cái niềm tin ở bản thân của mình nhiều hơn, và đừng nên để cho chính những cái suy nghĩ tiêu cực về bản thân của các bạn kìm hãm các bạn nha. Một cái thông điệp khác mà mình nhận được là vũ trụ muốn khuyên các bạn là đừng nên chú ý đến những cái vấn đề, những cái người, những cái lời nói của những người xung quanh. Bởi vì các bạn thường sẽ kiểu như các bạn muốn làm một cái việc gì đó đi, đúng không? Nhưng khi người khác nói vô một cái là các bạn suy nghĩ là chết rồi, không biết có nên làm không chẳng hạn. Thì vũ trụ muốn khuyên các bạn là hãy bỏ đi cái suy nghĩ đi nha. Bởi vì chính các bạn hãy cứ làm những gì các bạn muốn thôi, mà giả sử không thành công thì sao,
Không thành công thì có nghĩa là bạn sẽ học được một cái điều gì đó, và từ đó các bạn có thể phát triển hơn, phát triển qua những cái, có thể biến cái thất bại đó thành một phần của các bạn và đem nó vào cái, vào cái sự nghiệp hoặc là vào cái kế hoạch tiếp theo của mình. Và biết đâu nó cũng nhờ nó mà bạn lại phát triển và thành công lớn hơn nữa rồi sao, đúng không? Chúng ta đâu biết được đâu. Tương lai là vô định mà, quan trọng là cách mà chúng ta sống ở hiện đại thôi. Vì vậy đừng nên để cho những cái nỗi sợ và những cái lời nói, những cái lời bàn tán của những người xung quanh làm cho các bạn nhục chí nha. Và đặc biệt là đừng nên để cho bản thân của bạn chính là người làm cho các bạn nhục chí nha các bạn nhóm ba. Năng lượng của bài các bạn có là The Death. Đừng nên sợ sự thay đổi nha. Sự thay đổi là cần thiết. Chẳng hạn như là trong 100 năm trước thì chúng cũng đâu có đi, không được, nói nhiều hơi quá. 500 năm trước hả, đúng không? Thì mọi người vẫn còn đi xe ngựa các kiểu, nhưng mà bây giờ 500 năm sau thì bắt đầu mọi người đi xe hơi rồi. Ví dụ như vậy thì đó là sự thay đổi. Sự thay đổi là cần thiết. Có thể nó không phải dễ dàng, nó không phải dễ cho các bạn thích nghi được, nhưng mà nó là cần thiết. Và mình nghĩ là đó cũng có thể là một trong những cái vấn đề mà các bạn sợ sự thay đổi. Vũ trụ khuyên các bạn rằng là sự thay đổi là cần thiết trong bất cứ một lĩnh vực nào trong cuộc sống của các bạn luôn. Chúng ta hãy luôn luôn thay đổi, hoàn thiện bản thân mình hơn ngày qua ngày. Và từ đó chúng ta sẽ có thể phát triển và thích nghi với những cái điều tốt đẹp nhất, những cái điều hiện đại nhất mà cuộc sống đem lại, đúng không? Cho nên hãy đừng nên sợ hãi sự thay đổi, mà hãy chấp nhận nó với cái thái độ tích cực nhất nha. Rồi, mình sẽ sử dụng tiếp bộ bài Oracle của mình để xem còn thông điệp khẩn cấp nào hoặc là thông điệp quan trọng nào mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn hay không. Có được how ở đây nhưng mà nó chưa có ra. Lá này rớt ra là focus. Vũ trụ ơi, có lời khuyên khẩn cấp nào dành cho các bạn nhóm 3 hay không? Trust. Rồi, đầu tiên focus. Tập trung vào mục tiêu của mình. Khi các bạn đã đặt ra mục tiêu rồi thì hãy cứ đạt, phát triển, phấn đấu để đạt được nó đi. Đừng có chỉ vì một chút những cái vấn đề nho nhỏ hoặc là những cái điều xung quanh ảnh hưởng mà các bạn lại bị lung lay nha. Bởi vì khi các bạn đặt mục tiêu rồi hãy cứ lao đến nó, hãy làm những gì trong khả năng của các bạn để có thể đạt được điều đó thôi nhé. Còn cái việc mà các bạn đạt được nó hay không á thì còn tùy thuộc vào rất là nhiều những cái việc khác nữa. Cho nên là hãy làm tất cả những gì trong khả năng của các bạn thôi. Và đừng nên cố gắng kiểm soát mọi thứ. Chuyện hãy để cho mọi chuyện xảy ra một cách tự nhiên nha. Cái gì đúng, phù hợp thì nó sẽ thành công thôi. The Cat xuất hiện. Vũ trụ khuyên các bạn là bắt đầu hãy nên giữ khoảng cách với những thứ, những cái người không phù hợp trong cuộc sống của mình. Những người mà làm cho các bạn cảm thấy ngờ vực về giá trị của bản thân của các bạn, hoặc là những người kiểu như sống với thái độ sống tiêu cực á, kiểu họ chỉ có kiểu như bạn bàn đến một cái vấn đề gì, bắt đầu họ nói cái việc đó làm không có được đâu, mày không có phù hợp với người, mày không có đủ tốt cho cái việc này đâu hay như thế nào đó. Đừng có nghe những cái người đó, trời ơi. Nghe bản thân bạn thôi, bạn nghĩ bạn đủ tốt là bạn đủ tốt, bạn nghĩ bạn đủ giỏi là bạn đủ giỏi thôi, đúng không? Và một điều nữa, con mèo á còn nhấn mạnh đến cái sự độc lập. Thì mình nghĩ là vũ trụ khuyên các bạn là đây là lúc để cho các bạn thể hiện cái sự độc lập của các bạn nhiều hơn. Đừng tìm kiếm câu hỏi, câu trả lời từ những người xung quanh, mà hãy tìm kiếm ở trong bản thân của các bạn. Và hãy tự mình đưa ra những cái quyết định phù hợp nhất, tốt nhất cho bản thân mình. Và tạo ra cho bản thân mình một cái sự liên kết với cái trực giác ha. Bởi vì trực giác của các bạn sẽ giúp cho các bạn giải quyết, đưa ra những cái quyết định sáng suốt nhất, tốt nhất cho các bạn đó. The Ego thì thường nói về một cái sự, thường
khi mình nhìn thấy con đại bàng á, cái lá bài này nè, mình sẽ có cảm giác là như một cái thông điệp từ vũ trụ gửi đến vậy. Đại bàng giống như một cái sứ giả đặc biệt riêng của vũ trụ, và khi đại bàng xuất hiện ở đây thì khuyên các bạn á là hãy tĩnh tâm lại một chút xíu, bảo vệ bản thân mình khỏi những cái nguồn năng lượng xấu, những cái nguồn năng lượng tiêu cực, và đặc biệt là những cái sự suy nghĩ, những cái điều tiêu cực, những cái suy nghĩ tiêu cực từ chính bản thân của các bạn luôn nha. Đừng để cho những cái việc đã ảnh hưởng đến bản thân mình quá nhiều, và hãy giữ cho tâm mình thực tịnh để làm cho, để củng cố cái trực giác, và từ đó sẽ giúp cho bạn đưa ra những cái quyết định tốt nhất và phù hợp nhất cho các bạn. Trust, hãy tin tưởng. Tin tưởng ở đây á, vũ trụ khuyên các bạn là hãy tin tưởng vào vũ trụ. Mọi chuyện đôi khi xảy ra không như ý muốn, nhưng mà không có nghĩa là nó không tốt. Bởi vì biết đâu nó lại tốt theo một cái cách khác, một cái cách mà chính bản thân của chúng ta không thể nhìn thấy được. Bởi vì các bạn hãy hình dung á, như các bạn đang xem một trận bóng đá đúng không? Thì theo các bạn, những cái người đá banh á, những cái cầu thủ đá banh á, sẽ sáng suốt hơn bạn đang xem hay sao? Bạn nghĩ là những người đó sáng suốt không? Hay là bạn người đứng từ góc độ thứ 3, từ camera quay máy quay, các bạn có thể nhìn thấy hết toàn bộ những gì đang diễn ra ở dưới? Tất nhiên là chúng ta phải là người sáng suốt nhất rồi, đúng không? Vì vậy hãy cố gắng làm sao đó tin tưởng vào vũ trụ. Bởi vì bạn giống như là một cái cầu thủ bóng đá vậy, bạn đang chơi ở dưới sân rồi đúng không? Và vũ trụ thì đang từ ở trên á, đứng từ phía góc camera nhìn xuống, thấy được tất cả những gì đang diễn ra. Và hãy tin rằng vũ trụ sẽ đem đến cho các bạn những điều tốt nhất nha, phù hợp nhất cho các bạn. Rồi, mình sẽ lấy thêm một vài thông điệp nữa ở trong túi thông điệp của mình, rồi mình sẽ kết thúc trải bài đây nha. Còn thông điệp gì mà vũ trụ muốn chia sẻ cho các bạn nhóm 3 không? Lemonade. Khi cuộc đời cho bạn trái chanh á, đúng không? Làm nước chanh mà uống nha. Nhìn đời theo cái cách tích cực hơn. Cái ý nghĩa của thông điệp đó là vậy đó. Đừng nên để cho bản thân mình bị ảnh hưởng quá nhiều bởi những cái sự ghen tị, những cái nguồn năng lượng tiêu cực nha. Bởi vì mình nghĩ rằng trên cuộc sống này, trong cuộc sống này nè, sự thành công á, nó có đủ cho tất cả mọi người. Đừng có vì thấy người khác thành công trong cái lĩnh vực đó, trong cái công việc đó mà mình lại cảm thấy không có vui, không có hài lòng nha. Đó là một cái việc rất là không tốt luôn đó các bạn. Bởi vì sự thành công dành cho tất cả mọi người. Mình không thành công ở trong cuộc thi đó, ở trong cái sự trong cái công việc đó, thì có nghĩa là mình phù hợp để phát triển ở một cái việc khác thôi, chẳng sao cả. Hoặc là chúng ta sẽ có cơ hội để thử lại lần hai mà, đúng không? Chúng ta luôn có cơ hội để phát triển. Vì vậy, đừng nên giữ những cái nguồn năng lượng tiêu cực, đặc biệt là sự đố kỵ ở trong bên trong bản thân mình nha. Sự đố kỵ và sự ghen tị là liều thuốc độc của con tim đó. Rumors. Các bạn để tâm quá nhiều về cách mà người khác suy nghĩ về bản thân mình. Vũ trụ khuyên là bạn chỉ có thể kiểm soát được 3 thứ: suy nghĩ, hành động và cảm giác của các bạn thôi. Còn những cái điều xung quanh, những cái gì người ta nói, những cái gì người ta nghĩ không phải là vấn đề của bạn. Cho nên đừng có nên để cho nó, đừng nên biến nó trở thành một vấn đề của bạn như vậy. Bạn đâu có kiểm soát được đâu. Repetitive. Một thông điệp nữa là nếu như các bạn cảm thấy như có một cái việc gì đó mà nó lặp đi lặp lại, đúng không? Thì giống như là một cái cách vận hành vậy, kiểu như là khi có vấn đề xảy ra thì bạn sẽ ứng xử y hệt như vậy, và cuối cùng nó lại cho ra kết quả y hệt như vậy. Thì nếu như bạn muốn thay đổi kết quả, đúng không, thì bạn phải thay đổi cách bạn ứng xử, cái cách bạn react, gọi là cái gì, kiểu như cái cách bạn đối mặt với cái vấn đề đó chẳng hạn, thì các bạn mới có được cái kết quả mới chứ, đúng không? Cổ tự Vex. Đây là cổ tự nói về sự chịu đựng ha.
thì các bạn cần phải kiên trì. Kiên trì hơn. Kiên trì ở đây có nghĩa là bản thân của các bạn phải biết rằng đôi khi cuộc sống á, đúng là nó sẽ có nhiều cái thử thách, đúng không? Và chúng ta cần phải có đủ lòng kiên trì để vượt qua tất cả những cái thử thách đó nha. Bởi vì đó là những thử thách cần thiết cho cuộc sống của mình thôi, cần thiết cho trải nghiệm của mình. Vì vậy đừng có nên so sánh cái sự trải nghiệm của mình với người khác. Chỉ nên so sánh sự trải nghiệm của bản thân của các bạn với bản thân của bạn. Sorry. Chỉ cần so sánh cái sự phát triển của các bạn ngày hôm nay và sự phát triển của các bạn vào ngày hôm qua thôi. Chỉ nên là như vậy thôi. Family. Đối với một số bạn nha, thì vũ trụ khuyên là các bạn nên dành thời gian cho gia đình mình nhiều hơn, đặc biệt là với những người lớn tuổi. Và hãy chăm sóc cho họ. Kiểu như là nếu như các bạn gặp vấn đề khó khăn gì đó, thì mình nghĩ là gia đình cũng là một cái điểm tựa rất là quan trọng cho các bạn. Và nếu như giả sử như một số bạn không có cái sự liên kết đó với gia đình của các bạn á, thì family ở đây á, không nhất thiết phải là máu mủ ruột thịt nha, mà nó còn nói về những cái người mà đem lại cho các bạn cảm giác như là gia đình vậy đó. Có thể là bạn bè, có thể là đồng nghiệp, tất cả, có thể là bất cứ một người nào mà đem lại cho bạn cảm giác đó. Được chưa? Và thông điệp cuối cùng chúng ta có là words. Ủa, còn một thông điệp nữa hả? À, thông điệp kế cuối các bạn có là words. Các bạn là nhóm có nhiều thông điệp nhất thì phải. Thông điệp này là về lời nói. Là một lần nữa muốn nhấn mạnh rằng các bạn hãy chú ý, không nên để cho những lời nói của những người xung quanh ảnh hưởng đến mình quá nhiều. Và cái điều thứ hai là đừng nên để, hãy nên chú ý đến lời nói của mình á, đừng nên để cho cái lời nói của mình bị kiểu như là tổn thương người khác nha. Bởi vì lời nói là con dao hai lưỡi đó. Và thông điệp cuối cùng mà vũ trụ muốn gửi đến cho các bạn là serenity. Rồi, hai cái thông điệp này đi chung với nhau. Cảm giác là đói, có thể là một vài bạn của nhóm 3 hoặc là 70% các bạn chọn nhóm 3 hiện tại không có thực sự sống một cái lối sống lành mạnh lắm. Có thể là các bạn tập trung quá nhiều vào cái việc phát triển công việc của mình, hoặc là các bạn tập trung quá nhiều việc học, và từ đó dẫn đến cái việc mà các bạn quên đi cái việc chăm sóc bản thân mình. Có thể đó là lý do vì sao cái lá bài này xuất hiện. Đây là lúc để cho các bạn dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân mình nhiều hơn ha. Và đặc biệt là tập thể dục nha các bạn. Sedentary và repetitive cho mình cảm giác là có thể là công việc mà các bạn làm á, nó hơi thụ động một tí. Kiểu như các bạn không có được vận động nhiều á. Và nếu như cái việc này diễn ra lâu ngày quá thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe của mình đâu nha. Vì vậy hãy bắt đầu vận động đi. Một ngày tập thể dục 15 phút. Hoặc là giả sử như các bạn đang làm văn phòng đúng không, thì các bạn một ngày các bạn có thể tập cứ kiểu như nửa tiếng hay là một tiếng, các bạn đứng lên đi vòng vòng 5 phút cũng được. Hoặc là đứng lên tập thể dục tại chỗ 5 phút. Nói chung là hãy vận động theo cách nào đó nha. Đừng có nên ngồi quá nhiều. Cả hai lá bài này đều nói về sự thụ động á. Rồi. Mình nghĩ đây là tất cả những gì mà mình có thể chia sẻ cho các bạn nhóm 3 trong đợt trẻ bài này. Và nếu như các bạn có bất kỳ góp ý gì, hoặc là các bạn muốn suggest cho mình về cái chủ đề tiếp theo để mình làm video, thì các bạn có thể gửi, có thể nhắn tin cho mình thông qua Instagram nha. Mình có để thông tin Instagram của mình ở dưới phần miêu tả video á. Và hy vọng là chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở những trẻ bài tiếp theo của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhóm 3 nhé.